Thân chào các em, rất vui được gặp lại các em. Vừa rồi thầy đã trao đổi với các em về nội dung đạo hàm riêng của hàm nhiều biến. Chúng ta đã xét xong một ví dụ để có thể hiểu thấu đáo hơn về đạo hàm riêng và để có thể làm bài tập một cách nhuần nhuyễn như các em đã từng làm với đạo hàm của hàm một biến ở lớp 12. Bây giờ chúng ta xét thêm những ví dụ sau đây. Mời các em theo dõi trên màn hình. Chúng ta xét ví dụ cho hàm số f z bằng x chia cho y cộng y chia cho z cộng z chia cho x. Ở đây hàm số này chỉ xác định khi x, y, z khác không. Do đó, giả sử rằng với x nhân y nhân z khác không, bài toán đặt ra là hãy tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại x, y, z. Tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại y, z. Tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến z tại y, z. Và cụ thể là tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến z tại x bằng 3, y bằng 2 và z bằng 4. Hoàn toàn tương tự như tính đạo hàm riêng của hàm một biến ở lớp 12. Chúng ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến x là coi x như là biến số và chúng ta cố định y và z. Đạo hàm theo biến x của x trên y là 1 trên y. Đạo hàm theo biến x của y trên z là 0. Và đạo hàm theo biến x của z trên x là trừ z chia cho x bình phương. Hoàn toàn tương tự như vậy, đạo hàm riêng của hàm f theo biến y là chúng ta coi x và z như là hằng số. Đạo hàm riêng theo biến y của x trên y là trừ x chia cho y bình phương. Đạo hàm riêng theo biến y của y trên z là 1 trên z. Đạo hàm riêng theo biến y của z trên x là bằng 0. Do đó chúng ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại x, y, z là bằng trừ x chia cho y bình phương cộng với 1 trên z. Hoàn toàn tương tự đối với biến z. Đạo hàm riêng của hàm f theo biến z tại x, y, z là bằng đạo hàm riêng của hàm x trên y theo biến z là bằng 0. Đạo hàm riêng của y trên z theo biến z là bằng trừ y chia cho z bình phương. Đạo hàm riêng của hàm z trên x theo biến z là bằng 1 trên x. Để tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến z tại x bằng 3, y bằng 2 và z bằng 4. Chúng ta thế x bằng 3, y bằng 2 và z bằng 4 vào biểu thức trên đây. Do đó chúng ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến z tại 3, 2, 4 là bằng trừ 2 chia cho 4 bình phương. Nghĩa là chúng ta đã thế y bằng 2 và thế z bình phương bằng 4 bình phương.
cộng 1 phần 3 nghĩa là chúng ta thế 1 trên x bằng 1 phần 3, tức là thế x bằng 3. Tính toán phân số này, chúng ta có kết quả là 5 phần 24. Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong ví dụ này. Bây giờ chúng ta tiếp tục thêm một ví dụ khác nữa. Ví dụ cho hàm số r theo ba biến x1, x2, x3 bằng x1 nhân x2 nhân sin x3 Bài toán đặt ra là chúng ta hãy tính đạo hàm riêng của hàm r theo biến x1 tại điểm x1 bằng 2, x2 bằng 5 và x3 bằng pi trên 3. Tính đạo hàm riêng của hàm r theo biến x2 tại x1 bằng 2, x2 bằng 5 và x3 bằng pi trên 3. Tương tự như vậy, tính đạo hàm riêng của hàm r theo biến x3 tại điểm x1 bằng 2, x2 bằng 2, x1 bằng 2, x2 bằng 5 và x3 bằng pi trên 3. Hoàn toàn tương tự như ví dụ trên, chúng ta có đạo hàm riêng của hàm r theo biến x1 là cố định x2 và x3. Ở đây chúng ta coi như là a nhân với x1, đạo hàm riêng theo biến x1 là bằng a, tức là bằng x2 nhân với sin x3. Để tính đạo hàm riêng của hàm r theo biến x1 tại x1 bằng 2, x2 bằng 5 và x3 bằng pi trên 3, chúng ta thế vào biểu thức trên này: x1 bằng 2, x2 bằng 5 và x3 bằng pi trên 3. Trong biểu thức này không có x1, do đó chúng ta không quan tâm tới số 2 này nữa. Chúng ta thế x2 bằng 5, x3 bằng pi trên 3. 5 sin pi trên 3 là bằng 5 nhân với căn 3 trên 2. Chúng ta đã làm xong đạo hàm riêng của hàm r theo biến x1 tại 2, 5 và pi trên 3. Bây giờ chúng ta bước sang tính đạo hàm riêng của hàm r theo biến x2. Lấy đạo hàm riêng của hàm r theo biến x2 nghĩa là cố định x1 và x3. Đạo hàm riêng của x2 theo biến x2 là bằng 1. Do đó chúng ta có đen r cho nên x2 là bằng x1 nhân sin x3. Để tính đạo hàm riêng của hàm r theo biến x2 tại x1 bằng 2, x2 bằng 5 và x3 bằng pi trên 3, chúng ta thế x1 bằng 2 vào đây và thế x3 bằng pi trên 3. Chúng ta có sin pi trên 3 là bằng căn 3 trên 2. Đơn giản cho 2, chúng ta có bằng căn 3. Như vậy là chúng ta đã tính xong đạo hàm riêng của hàm r theo biến x2 tại x1 bằng 2, x2 bằng 5 và x3 bằng pi trên 3. Hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng có đạo hàm riêng của hàm r theo biến x3 là bằng x1 nhân x2 nhân cos x3. Ở đây chúng ta cố định x1 và x2. Chúng ta lấy đạo hàm riêng của sin x3 theo biến x3 là bằng cos của x3. Để tính đạo hàm riêng của hàm r theo biến x3 tại 2, 5 và pi trên 3, chúng ta thế x1 bằng 2,
thế x2 bằng 5 và thế x3 bằng b trên 3. Chúng ta có đạo hàm riêng của hàm d theo biến x3 tại 2, 5, b trên 3 bằng 2 nhân 5 nhân 1 phần 2. 2 có nghĩa là thế x1 bằng 2, 5 có nghĩa là thế x2 bằng 5. 1 phần 2 nghĩa là cos của b trên 3 là bằng 1 phần 2. Đơn giản cho 2, chúng ta có kết quả bằng 5. Kết quả này đã kết thúc ví dụ của chúng ta. Bây giờ, mời các em theo dõi tiếp một nội dung khác, đó là đạo hàm của hàm hộp. Cho x có tọa độ là x1, x2, vân vân, xn thuộc về U, và U là một tập con của Rn, và cho t có tọa độ là x1, t có tọa độ là t1, t2, vân vân, tm thuộc về V, với V là một tập con của Rm. Chúng ta xét hàm F từ U và R, biến vector x thành một phần tử thuộc về R, và dk từ V và R, biến vector t thành vector xk thuộc về R. Ở đây là k chạy từ 1 đến n. Ở đây chúng ta cho U và V là các tập mở. U là tập mở trong R anh và V là tập mở trong R em. Để thấy rõ hơn, chúng ta đặt Z bằng hàm F theo x1, x2, vân vân và xn. Ở đây, các xk với k chạy từ 1 tới n là một hàm theo r. Chúng ta đặt xk bằng rk là một hàm theo t với t bằng là t1, t2, vân vân đến tm. Với tất cả các k bằng 1, 2, 3, vân vân đến n. Chúng ta giả sử rằng hàm F có các đạo hàm riêng theo biến xk tại x với mọi k bằng 1 tới n. R có các đạo hàm riêng theo biến ti tại t với t là một số thuộc về tập hợp 1, 2 đến m. Với giả sử trên, ta có đạo hàm riêng của hàm F theo biến ti tại t là bằng sigma của k bằng 1 đến n của đen F trên đen xk tại x nhân đen xk trên đen ti tại t. Ở đây, chúng ta hiểu rằng x là gồm n tọa độ là x1, x2, x3, vân vân, xn. Và t gồm n tọa độ là t1, t2, t3, vân vân, tm. Điều này có thể đúng với những y thuộc về tập hợp từ 1, 2, 3 đến m. Các em thân mến, để hiểu với m và n một cách tổng quát, chúng ta chỉ cần hiểu rõ với em anh bằng 1, 2 hoặc 3,
Khi hiểu thấu đáo và kỹ lưỡng M, N bằng 1, 2 đến 3 thì chúng ta có thể hiểu rõ được với mọi M, N bất kỳ. Khi M bằng anh bằng 1 thì chúng ta có đen F trên đen T tại T là bằng đen F trên đen X tại X và đen X trên đen T tại T. Công thức này có vẻ hơi lạ với các em, nhưng thật ra nó chính là một công thức quen thuộc mà các em đã từng học ở lớp 12, đó là đạo hàm của F theo biến T thì bằng đạo hàm của F theo X nhân với đạo hàm của X theo T, tức là đen F trên đen T được viết thành là DF trên DT, và đen F trên đen X chúng ta có thể viết lại là DF trên DX, và đen X trên đen T có thể viết lại là DX trên DT, bởi vì ở đây có một biến nên không có nói chung và riêng gì cả. Và cái này các em có thể viết là F phẩy theo T bằng F phẩy theo X nhân với X phẩy theo T. Đó là một công thức quen thuộc mà các em đã từng biết ở năm lớp 12. Tổng quát hơn một chút, chúng ta xét trường hợp khi N bằng 2 và khi M bằng 1. Khi đó ta có đen F trên đen T tại T bằng đen F trên đen X1 tại X với X là bằng X1, X2 nhân cho đen X1 trên đen T tại T. Điều gì đã đúng với X1 thì điều đó cũng đúng với X2, bởi vì ở đây vai trò của X1 và X2 là tương tự nhau. Nên thật ra các em chỉ cần nhớ biểu thức thứ nhất, sau đó các em thay x1 bằng x2 vào đây, x1 bằng x2 vào đây thì các em có biểu thức thứ hai. Tổng quát hơn một chút nữa, chúng ta xét một trường hợp riêng khi n bằng 2 và m bằng 2. Khi đó ta có đạo hàm riêng của hàm F theo biến T1 tại T. Ở đây T là bằng gì? T ở đây là bằng T1, T2 sẽ bằng đen F trên đen X1 tại X. X ở đây là bằng gì? X ở đây là bằng X1, X2 nhân cho đen X1 trên đen T1 tại T. T ở đây là bằng T1, T2. Hoàn toàn tương tự như trên, chúng ta thay x1 bằng x2, x1 bằng x2 chúng ta có là đen F trên đen x2 tại x nhân với đen x2 trên đen T1 tại T. Chúng ta nhớ rằng ở đây x là bằng x1, x2 và T cũng bằng T1, T2. Ở đây là chúng ta lấy đạo hàm riêng của hàm F theo biến T1 và vai trò của T1, T2 giống hệt như nhau. Nên điều gì đã đúng với T1 thì điều đó cũng sẽ đúng với T2. Hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta thay T1 bằng T2 trong biểu thức ở trên, chúng ta cũng có đen F trên đen T2 tại T. T ở đây là bằng T1, T2 bằng đen F trên đen X1 tại X. X ở đây là bằng X1, X2 nhân với đen X1 trên đen T2 tại T. T ở đây là bằng T1, T2 cộng với đen F trên đen X2 tại X. X ở đây là bằng X1, X2 nhân với đen X2 trên đen T2 tại T. T ở đây là bằng
T1, T2. So với biểu thức vừa rồi thì biểu thức này chỉ có khác duy nhất ở ba chỗ là T2 thay cho T1 ở chỗ này, T2 thay cho T1 ở chỗ này và T2 thay cho T1 ở chỗ này. Do đó, chỉ cần nhớ biểu thức ở trên, các em có thể suy ra biểu thức này bằng cách thay T1 bằng T2. Để thấy rằng đạo hàm của hàm nhiều biến cũng rất đơn giản, giống như đạo hàm hàm hộp của hàm một biến mà các em đã biết ở lớp 12. Chúng ta lại xét những ví dụ sau đây. Mời các em theo dõi trên màn hình. Cho hàm số f theo hai biến u và v bằng u bình phương nhân cho v mũ 3. Trong này hàm u là một hàm theo hai biến x và y. Hàm u bằng 2x cộng 3y. Và hàm v cũng lại là một hàm theo hai biến x và y. V bằng x nhân y. Bài toán đặt ra là hãy tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại x, y. Tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại x, y. Và một cách cụ thể là hãy tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại x bằng 2, y bằng 5. Và tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại x bằng 2 và y bằng 5. Đối chiếu với công thức ở trên, chúng ta thấy ở đây u đóng vai trò của x1, v đóng vai trò của x2 và x đóng vai trò của t1, y đóng vai trò của t2. Do đó, áp dụng công thức ở trên, chúng ta có đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại xy sẽ bằng đạo hàm riêng của hàm f theo biến u nhân cho đạo hàm riêng của hàm u theo biến x cộng với đạo hàm riêng của hàm f theo biến v nhân với đạo hàm riêng của hàm v theo biến x. Ở đây là chúng ta hiểu ngầm đen f trên đen u tại u v đen u trên đen x tại x y. Tương tự như vậy, ở đây chúng ta hiểu ngầm là đen f trên đen v tại u v đen v trên đen x tại x y. Đen f trên đen u nghĩa là lấy đạo hàm riêng của hàm f này theo biến u, chúng ta cố định v mũ 3, lấy đạo hàm riêng của u bình phương chúng ta có là 2u. V mũ 3 giữ nguyên và đen u trên đen x là lấy đạo hàm riêng của hàm u này theo biến x là bằng 2. Tương tự như vậy, lấy đạo hàm riêng của hàm f theo biến v chúng ta cố định u bình phương, lấy đạo hàm của v mũ 3 là bằng 3v bình phương, giữ nguyên u bình phương. Đen v trên đen x là lấy đạo hàm riêng của hàm v này theo biến x là bằng y. Chúng ta thay u bằng 2x cộng 3y vào đây. 2 nhân 2 là 4. V mũ 3 được thay bằng x nhân y tất cả mũ 3 là bằng x mũ 3 nhân y mũ 3.
Và chúng ta thay u bình phương bằng 2x cộng 3y tất cả bình phương. Thay v bình phương bằng x bình phương nhân y bình phương. X bình phương nhân y bình phương nhân với y là bằng x bình phương nhân y mũ 3. Vừa rồi là chúng ta đã tính hàm riêng của hàm f theo biến x tại x y. Hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta cũng có đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại x y bằng đen f trên đen u nhân đen u trên đen y cộng với đen f trên đen v nhân với đen v trên đen y. Trong công thức này chúng ta chỉ thấy có một sự thay đổi là đen x được thay bằng đen y. Ở đây đen x được thay bằng đen y và ở đây đen x được thay bằng đen y. Còn tất cả những phần còn lại được giữ nguyên. Đen f trên đen u như ở trên chúng ta đã biết là chúng ta cố định v mũ 3 và lấy đạo hàm của u bình phương là 2u. Đen u trên đen y là lấy đạo hàm của u theo y là bằng 3. Đen f trên đen v là cố định u bình phương, lấy đạo hàm của v mũ 3 là bằng 3 v bình phương. Đen v trên đen y là lấy đạo hàm của v theo y là bằng x. 2 nhân 3 bằng 6. Chúng ta thay u bằng 2x cộng 3y. Thay u mũ, v mũ 3 bằng x nhân y tất cả mũ 3 là bằng x mũ 3 nhân y mũ 3. Thay u bình phương bằng 2x cộng 3y tất cả bình phương. Thay v bình phương bằng x nhân y tất cả bình phương là bằng x bình phương nhân y bình phương. Sau đó nhân với x là bằng x mũ 3 nhân y bình phương. Như vậy chúng ta cũng đã giải quyết xong hàm riêng của hàm f theo biến y tại x y. Bây giờ chúng ta bước sang tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại 2, 5. Ở đây chúng ta sẽ thế x bằng 2 và y bằng 5. Thế x bằng 2 thì chúng ta có 2 x 2 là 4, cộng với 3 x 5 là 15. 4 cộng với 15 là bằng 19. 2 mũ 3 nghĩa là chúng ta thấy x mũ 3 bằng 2 mũ 3. 5 mũ 3 nghĩa là chúng ta đã thế y mũ 3 bằng 5 mũ 3. 3 chúng ta giữ nguyên. 2x cộng 3y tất cả bình phương thế bằng 19 tất cả bình phương. 2 bình phương nghĩa là chúng ta đã thế x bình phương bằng 2 bình phương. 5 mũ 3 nghĩa là chúng ta đã thay y mũ 3 bằng 5 mũ 3. Vừa rồi chúng ta đã tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến x tại 2, 5. Tương tự như vậy, chúng ta cũng sẽ tính đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại 2, 5. Đạo hàm riêng của hàm f theo biến y tại 2, 5 là bằng 6, chúng ta giữ nguyên số 6. 2x cộng 3y được thay bằng 19. X mũ 3 được thay bằng 2 mũ 3. Y mũ 3 được thay bằng 5 mũ 3. Số 3 này chúng ta giữ nguyên. 2x cộng 3y tất cả bình phương được thay bằng 19 bình phương.
tiết mũ 3 được thay bằng 2 mũ 3, y bình phương được thay bằng 5 bình phương. Như vậy chúng ta cũng đã tính xong đạo hàm riêng của hàm y tại 2 năm. Bây giờ chúng ta xét thêm một ví dụ khác về đạo hàm của hàm hợp. Cho hàm số u bằng fx bằng sin x với x là một hàm theo biến t x bằng ơ mũ t cộng t mũ 3 trừ 4t. Bài toán ở đây là yêu cầu chúng ta hãy tính đạo hàm của hàm f theo biến t tại t. Chúng ta có đạo hàm của hàm f theo biến t tại t là bằng đạo hàm của hàm f theo biến x tại x nhân với đạo hàm của hàm x theo biến t tại t. Đạo hàm của f theo x là bằng đạo hàm của sin x, tức là bằng cos x. Đạo hàm của hàm x theo t, tức là đạo hàm của hàm này theo t. Đạo hàm của ơ t là ơ mũ t. Đạo hàm của t mũ 3 là 3t bình phương. Đạo hàm của trừ 4t là bằng trừ 4. Ở đây chúng ta sẽ thay x bằng ơ mũ t cộng t mũ 3 trừ 4t vào đây. Và chúng ta giữ nguyên ơ mũ t cộng 3t bình phương trừ 4t ở đây. Như vậy chúng ta cũng đã tính xong đạo hàm của hàm f theo biến t tại t. Thật ra đây chỉ là đạo hàm hàm hộp của hàm một biến mà các em đã biết ở lớp 12. Với ví dụ này, tôi nghĩ rằng tất cả học sinh lớp 12 đều có thể làm được. Ví dụ vừa rồi đã kết thúc nội dung của đạo hàm của hàm hộp. Bây giờ chúng ta bước qua một nội dung mới, đó là vi phân toàn phần. Cho D là một tập con của Rn. Cho hàm U bằng F theo x1, x2, vân vân, xn. Hàm U này được xác định trên tập mở D chứa x. Hàm U được gọi là khả vi tại x. Nếu như số gia toàn phần của nó được ký hiệu là delta U bằng f của x1 cộng delta x, x2 cộng delta x2, vân vân, xn cộng delta xn, trừ cho f của x1, x2, vân vân, xn. Nếu như các em xét x là bằng x1, x2, xn và vector delta x là bằng delta x1, delta x2, delta xn, thì delta u ở đây cũng giống như là delta u của hàm một biến ở lớp 12 là delta u bằng f của x cộng delta x trừ cho fx.
gọi là hàm u, được gọi là khả vi nếu số da toàn phần của nó được biểu diễn dưới dạng sau đây: delta u bằng a1 nhân delta x1 cộng a2 nhân delta x2 cộng vân vân cộng an nhân delta xn cộng với rho nhân cho epsilon rho. Trong đó ai không phụ thuộc vào delta xy với mọi y bằng 1 đến n, và lim của epsilon rho với rho tiến về 0 là bằng 0. Và trong biểu thức này, rho chính là căn bậc 2 của delta x1 bình phương cộng delta x2 bình phương cộng vân vân cộng delta xn bình phương. Ở đây rho chính là khoảng cách từ điểm O đến delta x, với delta x chính là vector delta x1, delta x2, delta xn. Và khoảng cách từ điểm O có tọa độ là 0, 0, 0, n số 0 đến vector delta x này, chúng ta còn gọi là chuẩn của delta x hay là độ dài của delta x. Nếu hàm u của chúng ta ở trên khả vi tại x thì chúng ta sẽ có đàm riêng của biến u theo biến xy tại x tồn tại, và đàm riêng của hàm u theo biến xy tại x sẽ bằng ai với mọi y bằng 1 đến n. Do đó số da delta u sẽ được viết là den u trên den x1 tại x nhân cho delta x1 cộng với den u trên den x2 tại x nhân cho delta x2 cộng với vân vân den u trên den xn tại x nhân cho delta xn cộng với rho nhân với epsilon rho. Và khi F khả vi tại x, ta gọi du bằng den u trên den x1 nhân delta x1 cộng den u trên den x2 nhân delta x2 cộng vân vân cộng với den u trên den xn nhân delta xn là vi phân toàn phần của hàm u bằng F x1, x2, vân vân, xn tại x. Định nghĩa vừa rồi đã kết thúc bài học hôm nay của chúng ta. Mong rằng những trao đổi vừa rồi của thầy đã giúp cho các em hiểu sâu hơn bài học tại lớp của các em. Thân mến, chào các em. Hẹn gặp lại các em trong chương trình.